Cô Tiết xin chào các bạn. À các bạn ơi, các bạn hãy xem trong rổ của cô Tiết đã chuẩn bị gì nè. À đây là những cái nắp chai nè, màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Các bạn hãy quan sát xem cô Tiết sẽ làm gì với những nắp chai này nha. Bây giờ cô Tiết sẽ xếp những cái nắp chai màu này ra bàn. Các bạn hãy quan sát xem cô Tiết sẽ sắp như thế nào nha. Trước tiên là cô sắp một nắp chai màu xanh, một nắp chai màu đỏ, một nắp chai màu vàng. Tiếp theo cô Tiết sẽ lặp lại một nắp chai màu xanh và một nắp chai màu đỏ. Tiếp theo là một nắp chai màu vàng. Lặp lại một lần nữa là cô sẽ sắp một nắp chai màu xanh, một nắp chai màu đỏ và một nắp chai màu vàng. À các bạn hãy quan sát nha. Cô sắp một nắp chai màu xanh nè, một nắp chai màu đỏ, một nắp chai màu vàng. Lặp lại, cô sắp một nắp chai màu xanh, một nắp chai màu đỏ, một nắp chai màu vàng. Tiếp tục lặp lại, một nắp chai màu xanh, một nắp chai màu đỏ và một nắp chai màu vàng. À cô cứ sắp xếp tương tự như vậy, lặp đi lặp lại theo một quy tắc nhất định, gọi là quy tắc sắp xếp 1 1 1. Cô sẽ đặt cái thẻ số tương ứng là một nắp chai màu xanh là có số 1. Tiếp theo là tương ứng với nắp chai màu đỏ, cô đặt số 1 vào nắp chai màu đỏ. Tiếp theo nữa là đặt số 1 vào nắp chai màu vàng. À, các bạn hãy cùng lặp lại với cô nè. Một nắp chai màu xanh, một nắp chai màu đỏ, một nắp chai màu vàng, một nắp chai màu xanh, một nắp chai màu đỏ, một nắp chai màu vàng. Lặp lại, một nắp chai màu xanh, một nắp chai màu đỏ, một nắp chai màu vàng. Cứ như thế, tiếp tục lặp đi lặp lại theo một quy tắc nhất định, gọi là quy tắc sắp xếp 1 1 1. Các bạn ơi, các bạn, cô có một rổ vỏ sò nè, cô đã sơn màu. Cô đã sơn màu đỏ, cô sơn màu xanh và cô đã sơn màu vàng. Để làm gì với vỏ sò này, các bạn hãy quan sát cô nha. Bây giờ cô Tiết sẽ sắp những cái vỏ sò này theo quy tắc 1 1, nhưng cô không xếp theo đường thẳng nữa mà cô sắp theo một cái hình vòng tròn. Trước tiên là vỏ sò màu xanh, tiếp theo nữa là vỏ sò màu đỏ, tiếp theo là vỏ sò màu vàng, sau đó là cô đố các bạn tới màu gì nè. Đó là màu xanh, tiếp theo là vỏ sò màu đỏ, tiếp theo nữa là vỏ sò màu vàng. Lặp lại, một vỏ sò màu xanh, một vỏ sò màu đỏ và một vỏ sò màu vàng. Cô sắp một vỏ sò màu xanh, một vỏ sò màu đỏ, một vỏ sò màu vàng, một vỏ sò màu xanh, một vỏ sò màu đỏ, một vỏ sò màu vàng, một vỏ sò màu xanh, một vỏ sò màu đỏ, một vỏ sò màu vàng. Nó được lặp đi lặp lại theo một trật tự nhất định, gọi là quy tắc sắp xếp 1 1 1 đó các bạn. Các bạn ơi, với cái vỏ sò này thì cô Tiến sẽ để vào tờ giấy nè. Cô sẽ vẽ theo cái đường viền của cái vỏ sò để được cái hình của cái vỏ sò. Nhớ là mình vẽ từ trái sang phải nha các bạn. Rồi, cô đã vẽ được một vỏ sò nè. Tiếp theo cô Tiến sẽ vẽ theo cái đường viền từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Tiếp theo cô vẽ cái đường viền từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Tiếp theo cô sẽ vẽ một đường viền tiếp tục. Cô vẽ cái đường viền từ trên xuống dưới theo hình của theo
chia vẽ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Rồi, cô được một cái dạng vòng tròn như thế này. Tiếp theo cô Tiết sẽ vẽ thêm hai cái sợi dây dài qua vậy. Bên đây thêm một sợi nữa để mình làm một cái vòng đeo tay nha. Rồi, sau đó cô Tiết sẽ tô màu. Đầu tiên là cô Tiết sẽ tô màu xanh. Các bạn nhớ là tô cho đều màu nè, tô từ trên xuống dưới nè. Tô cho đậm màu, không được lem ra ngoài nè. Tô cho đều màu. Các bạn nhớ tô không có để bị sọc, tô cho đậm màu lên để cho cái hình của mình mới đẹp nha các bạn. Tiếp theo thì cô Tí sẽ tô màu đỏ. Cô tô cho đậm màu, cho đều màu từ trên xuống dưới, trái sang phải. Tiếp theo là màu gì nữa các bạn? Được lặp lại đó là màu xanh. Cô Tí sẽ tô màu xanh nhiều màu, không để lem ra ngoài nha các bạn. Đố các bạn cái màu gì nữa nè? Đó là màu đỏ. Cũng tương tự như thế, mình tô cho đậm màu, đều màu và không lem ra ngoài, cứ như thế. Tiếp theo là màu gì nữa các bạn? Đó là màu vàng. Mình cũng tô từ trên xuống dưới, từ lặp lại là màu xanh. Mình cũng tô từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Tô cho đều màu. Đậm màu nha các bạn. Tiếp theo là màu gì nữa nè? Đó là màu đỏ. Tiếp theo là màu gì nữa các bạn? Đúng rồi, đó là màu vàng. Cô Tiết tô xong rồi đó các bạn. Bây giờ các bạn hãy lặp lại với cô nè. Cô tô một màu xanh, một màu đỏ, một màu vàng. Lặp lại là một màu xanh, một màu đỏ, một màu vàng. Tiếp tục lặp lại là một màu xanh, một màu đỏ, một màu vàng. Đây cô tô như thế này theo một quy tắc sắp xếp nhất định, đó là quy tắc sắp xếp 1-1-1 để tạo thành một chiếc vòng đeo tay đó các bạn. Các bạn ơi, qua video hướng dẫn của cô thì cô mong rằng là các bạn khi ở nhà các bạn có thể sử dụng những cái nắp chai nè, những cái vỏ của cái chai có đủ màu xanh đỏ để mình sắp xếp theo quy tắc đó là 1-1-1. Video của cô đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.